Bạch Thế Tôn, nếu có các thiện nam tử vân vân thông minh nghe Phật thuyết người hủy báng chánh pháp ở đời vị lai sẽ chịu khổ nặng lâu dài, thì phải hộ trì thân khẩu ý nghiệp chớ nên hủy báng phá hoại chánh pháp, đọa trong ba đường ác, chịu khổ lâu dài trong nhiều kiếp, nhiều đời không thấy chư Phật, không nghe chánh pháp, không gặp chúng tăng, không được sanh nơi nước có Phật. Dù sanh làm người nhưng ở chỗ hạ tiện bần cùng xấu xí ngu muội, thân thể không đủ các chi phần, nói ra điều gì mọi người đều không tin. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, tạo tác tăng trưởng nghiệp cảm thiếu chánh pháp có phải do nghiệp ác ngữ quân tập không? Phật dạy: Thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng thật là do nghiệp ác ngữ tích tập tạo tác tăng trưởng nghiệp cảm thiếu chánh pháp. Ở trong chánh pháp tỷ nại gia của ta sẽ có các người ngu si xuất gia, người kia tuy xưng ta là đại sư nhưng đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm của ta thuyết lại hủy báng phá hoại. Thiện hiện, ông nên biết nếu hủy báng bát nhã ba la mật đa thậm thâm là hủy báng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật. Nếu hủy báng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật là hủy báng trí nhất thiết trí của chư Phật ba đời. Nếu hủy báng trí nhất thiết trí chư Phật ba đời là hủy báng Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Nếu hủy báng Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo thì hủy báng chánh kiến thế gian. Nếu hủy báng chánh kiến thế gian thì sẽ hủy báng bố thí vân vân, sáu pháp ba la mật đa cho đến trí nhất thiết tướng. Do tạo các sự việc hủy báng kia liền lãnh chịu vô lượng vô số vô biên tội nghiệp. Do lãnh chịu vô lượng vô số vô biên tội nghiệp liền lãnh chịu khổ lớn ở tất cả địa ngục bàng sanh ngạ quỷ và trong loài người. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, người ngu si kia do bao nhiêu nhân duyên mà hủy báng bát nhã ba la mật đa thậm thâm như vậy? Phật dạy: Thiện hiện, do bốn nhân duyên. Một là bị các tà ma thổi đến nên mê lầm; hai là đối với pháp sâu xa không tin hiểu nổi; ba là không siêng năng tinh tấn nên chìm đắm nơi năm uẩn, bị sự sai khiến của các ác trí thức; bốn là vì lòng nhiều sân hận, thích làm pháp ác, thích tự cao khinh chê người khác. Người ngu si kia do đầy đủ bốn nhân duyên này nên hủy báng bát nhã ba la mật đa thậm thâm như vậy, bởi vậy nên chịu các khổ lớn ở tương lai. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, những người ngu si không siêng năng tinh tấn, bị sự sai khiến của ác trí thức, chưa trồng thiện căn, lại đủ các ác hành, đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm mà Phật đã thuyết thật khó tin hiểu. Phật dạy: Thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa như vậy sao lại sâu xa khó tin hiểu? Phật dạy: Thiện hiện, sắc cho đến thức chẳng buộc chẳng mở. Vì sao? Vì sắc cho đến thức tánh vô sở hữu, là tự tánh sắc vân vân. Như vậy cho đến trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng buộc chẳng mở. Vì sao? Vì trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng tánh vô sở hữu, là tự tánh trí nhất thiết vân vân. Lại nữa, thiện hiện khoảng trước sau giữa của sắc cho đến thức chẳng buộc chẳng mở. Vì sao? Vì khoảng trước sau giữa của sắc cho đến thức tánh vô sở hữu, là tự tánh khoảng trước sau giữa của sắc vân vân. Như vậy cho đến của trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng khoảng trước sau giữa chẳng buộc chẳng mở. Vì sao? Vì khoảng trước sau giữa của trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng tánh vô sở hữu, là tự tánh khoảng trước sau giữa của trí nhất thiết vân vân. Cụ thọ thiện hiện bạch: Người không siêng năng tinh tấn, chưa gieo trồng thiện căn không đầy đủ, bị sự sai khiến của bạn ác, tăng trưởng giải đãi, hành động theo lực đẩy của ma, tinh tấn yếu ớt, thất niệm sanh ác tuệ, nên đối với lời thuyết bát nhã ba la mật đa thậm thâm của Phật thật khó tin hiểu. Phật dạy: Thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Vì sao? Thiện hiện, vì sắc thanh tịnh tức là quả thanh tịnh, quả thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh. Vì sao? Vì sắc thanh tịnh cùng với quả thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Như vậy cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật thanh tịnh, tức là quả thanh tịnh. Quả thanh tịnh tức là quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật thanh tịnh. Vì sao? Vì quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật thanh tịnh cùng với quả thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt.
Lại nữa, thiện hiện sắc thanh tịnh tức là bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bát nhã ba la mật đa thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh. Vì sao? Vì sắc thanh tịnh cùng với bát nhã ba la mật đa thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Như vậy cho đến trí nhất thiết tướng thanh tịnh tức là bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bát nhã ba la mật đa thanh tịnh tức là trí nhất thiết tướng thanh tịnh. Vì sao? Vì trí nhất thiết tướng thanh tịnh cùng với bát nhã ba la mật đa thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Lại nữa, thiện hiện sắc thanh tịnh tức là trí nhất thiết trí thanh tịnh. Trí nhất thiết trí thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh. Vì sao? Vì sắc thanh tịnh cùng với trí nhất thiết trí thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Như vậy cho đến trí nhất thiết tướng thanh tịnh tức là trí nhất thiết trí thanh tịnh. Trí nhất thiết trí thanh tịnh tức là trí nhất thiết tướng thanh tịnh. Vì sao? Vì trí nhất thiết tướng thanh tịnh cùng với trí nhất thiết trí thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Lại nữa, thiện hiện bất nhị thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh. Sắc thanh tịnh tức là bất nhị thanh tịnh. Vì sao? Vì bất nhị thanh tịnh cùng với sắc thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Như vậy cho đến bất nhị thanh tịnh tức là trí nhất thiết tướng thanh tịnh. Trí nhất thiết tướng thanh tịnh tức là bất nhị thanh tịnh. Vì sao? Vì bất nhị thanh tịnh cùng với trí nhất thiết tướng thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Lại nữa, thiện hiện ngã cho đến người thấy thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh. Sắc thanh tịnh tức là ngã cho đến người thấy thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã cho đến người thấy thanh tịnh cùng với sắc thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Như vậy cho đến ngã cho đến người thấy thanh tịnh tức là trí nhất thiết tướng thanh tịnh. Trí nhất thiết tướng thanh tịnh tức là ngã cho đến người thấy thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã cho đến người thấy thanh tịnh cùng với trí nhất thiết tướng thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Lại nữa, thiện hiện tham sân si thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh. Sắc thanh tịnh tức là tham sân si thanh tịnh. Vì sao? Vì tham sân si thanh tịnh cùng với sắc thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Như vậy cho đến tham sân si thanh tịnh tức là trí nhất thiết tướng thanh tịnh. Trí nhất thiết tướng thanh tịnh tức là tham sân si thanh tịnh. Vì sao? Vì tham sân si thanh tịnh cùng với trí nhất thiết tướng thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Lại nữa, thiện hiện sắc thanh tịnh nên thọ thanh tịnh, thọ thanh tịnh nên sắc thanh tịnh. Vì sao? Vì sắc thanh tịnh cùng với thọ thanh tịnh không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt.